Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Ủa anh ở đây là ấp mấy anh? Ấp Hai Quy Đức anh. Ấp Hai Quy Đức hả? Quyện Bình Chánh. Dạ. Long An hả? Không, thành phố chứ. Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Đúng rồi. Tại tỉnh Long An. Ồ, ở đây vậy là cái này là của ai? Của anh dân phòng Phạm Văn Đoạn. À Phạm Văn Đoạn chồng ha. Dạ. Không thấy nó đẹp quá anh ha. Ở đây là xung quanh đây là trồng lúa chứ không ha? Lúa. Một vụ hả anh? Mấy vụ anh? Hai vụ anh. Hai vụ. Trông là thấy đẹp ghê ta. Nó nhân rộng hết. Ủa cái này mình trồng được bao lâu rồi bác ha? Mình trồng đây 2 năm rồi. 2 năm hả? Dạ. Mà cái này của nhà mình là mấy loại lực không? 3 loại. 3 loại hả? Dạ. Cái này là hoa mùa giờ Thái Lan ha? Hay là mùa giờ của mình đó chứ. À của Việt Nam đó hả? Dạ. Ở đây bác tên gì? Ở đây mình ở đâu bác ha? Hôm nay ở ấp 2 xã Quy Đức. À quận thành phố Hồ Chí Minh ha? À thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ở đây thấy đẹp quá. Dạ. Đây, dạ, cảm ơn bác nhiều nha. Dạ rồi, dạ. Không, anh chị.